trong món ăn. Và tôi nghĩ là món ăn giải pháp tối ưu nhất đó là món lẩu. Ngày hôm nay thì chương trình Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món lẩu có hương vị khá là dễ ăn, là hơi chua chua, cay cay, đặc biệt là rất là bổ dưỡng. Đó là món lẩu chua cà xanh. Và người sẽ thực hiện món ăn ngày hôm nay đó là anh Nguyễn Thế Anh, bếp trưởng của món Ngon Sài Thành. Vâng, xin chào bạn. Vâng, và để nói về cái món lẩu tôm càng xanh này thì nó có khác biệt gì nhiều so với các món lẩu khác ạ? Dạ, sự khác biệt ở đây nó sẽ là về nguyên vật liệu mình chọn, đó là tôm càng xanh. Thì tôm càng xanh thì nó có nhiều ở trong miền Nam là chủ yếu. Và tôm này sống ở nước ngọt. Dạ. Không phải là tôm biển hả? Dạ, không phải tôm biển. Thế ngoài Bắc thì không mua được tôm này? Tôm này rất là khó nuôi. Và nó phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều. Và con nước nó về thì nó mới hiệu quả, nuôi tôm mới đạt được, còn không thì không nuôi được. Và tôm này ăn ngon là nhờ vào cái đầu của con tôm. Rất là thịt, rất là ngọt. Vậy nguyên liệu để chuẩn bị cho món lẩu tôm càng xanh này có những gì ạ? Nguyên liệu đi kèm thì gồm có là kèo nèo nè. Kèo nèo đây là gì ạ? Kèo nèo là loại một cây mà sống ở nước lợ. Cái này không phải dọc mùng à? Không. Thứ hai cũng là nguyên liệu miền Nam. Đúng rồi, nguyên liệu miền Nam. Thứ hai là bông súng. Bông súng. Đây là thân của bông súng. Thân của bông súng. Và thứ ba là bạc hà. À, đây mới là dọc mùng. Ngoài Bắc gọi là dọc mùng, nhưng mà bạc hà trong Nam thì nó sẽ không có bị ngứa miệng, ăn không bị ngứa miệng và nó giòn hơn. Tức là đây là bạc hà. Đây bạc hà trong Nam. Nó về hình thức thì nó giống nhau, nhưng mà khi mà mình chế biến á, cái dọc mùng thì nó sẽ bị ngứa, ăn nó sẽ bị ngứa. Đây là đậu bắp và dứa, rau đúng rồi. Nói chung là nguyên liệu thì rất là nhiều các rau và gia vị đi kèm để nấu nước lẩu. Gia vị đi cái nước gì nó đó là nước me. Nguyên liệu chính của mình đây là lấy độ chua của từ nước me, nó làm cho cái lẩu nó chua thanh và dễ ăn, kết hợp với tôm thì rất là hợp. Thế trong trường hợp mình không có nước me thì mình có đổi thành dấm bỗng hay là sấu? Không có nước me thì mình có thể xài vào nước chanh, nhưng mà nó cái độ tốt nhất là sử dụng nước me hoặc nước chanh. Cốt chanh ấy hả? Nước cốt chanh. Vâng. Vậy đây có sả này, tỏi, dạ, ớt. Vâng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì trước tiên ạ? Trước tiên là mình sẽ chế biến rau. Mình cắt thái rau xong mình cho xếp vào nồi, xong sau đó là mình chế biến tôm, đem tôm đi chiên, rồi sau đó mình nấu nước lẩu. Vâng, bây giờ mình, dạ, bắt đầu làm. Dạ. Mình lấy cái non, kèo nèo mua về rửa sạch rồi thái bằng nhau dài khoảng 4 cm, đậu bắp thái xéo và hơi dày một chút để khi cho vào lẩu không bị nát. Thân hoa súng tước vỏ và cũng cắt bằng kèo nèo rồi bổ đôi. Lá bạc hà cũng tước vỏ và thái xéo. Có thể thay thế lá bạc hà bằng lá dọc mùng. Tuy nhiên bạc hà sẽ giòn hơn và không có độ ngứa. Cà chua 2 quả, mỗi quả bổ làm 4. 1/4 quả dứa thái miếng vừa. Rau ngổ và mùi tàu thái nhỏ. Thái thêm mấy lát ớt sừng để nồi lẩu thêm màu sắc đẹp mắt. Sau khi chuẩn bị rau củ xong thì mình sẽ tiến hành sơ chế tôm. Và trước khi sơ chế tôm thì mình sẽ bắt cái nồi chảo dầu lên trước. Để khi mà dầu nóng thì tôm mình đã có chế biến xong rồi, mình đem tôm đi chiên luôn. Bây giờ mình sẽ chế biến tôm nè. Sau khi rửa sạch tôm, mình sẽ cắt bỏ đi mấy cái này. Hàng ngày cho vào nước thì nó cũng để ngọt. Nó vẫn để ngọt nước, mình chỉ cắt nhẹ qua cái đó thôi. Nhiều con tôm mình mua về thì nó cũng đã bị mắc càn đó rồi. Bóc vỏ. Mình nhớ mình chừa lại một ít ở dưới đuôi và phần đầu. Và sau đó mình dùng dao mình lấy cái chỉ tôm ra. Sơ
Sau khi dầu đã sôi thì bắt đầu giờ mình chúng ta đem đi chiên tôm. Cái tôm này là chiên luôn chứ không cần phải tẩm ớt? Không, mình không cần tẩm ớt. Chiên là để giữ lại cái độ ngọt của tôm, khi mà mình ăn lẩu tôm, thịt tôm sẽ không bị bở. Sau khi mình chiên tôm đã chín xong á thì mình vớt tôm ra. Cái này là mình cũng chỉ chiên vừa tới đúng không? Chiên vừa tới thôi. Sau khi mình chiên tôm xong thì mình tiến hành mình nấu nước lẩu. Và nước lẩu thì mình nên nhớ là mình phải ninh nước xương và lấy nước xương nấu nữa cho nó mới ngon được. Còn bây giờ là mình đang đang chế biến nước lẩu. Phi tỏi xả ớt lên. Sau khi tỏi xả đã thơm thì mình cho ớt vào để có tăng mùi vị cay và màu của nước lẩu. Tỏi xả ớt lên cho nó thơm rồi thì mình nhắc xuống, mình bắt nồi nước xương của mình lên. Đây là nước đã được ninh xương đúng không ạ? Đây là nước dùng mình đã được ninh xương rồi. Nước xương của mình đã được nung sôi lên thì mình sẽ cho cái xả tế của mình vừa làm xong. Sau đó mình nêm nếm gia vị. Đầu tiên là mình sẽ cho nước me vào. Với nồi nước dùng là 2 lít thì mình sẽ cho khoảng 20 rưỡi. Và nước mắm. Nước mắm nguyên chất. Nước mắm nguyên chất. Một thìa. 1 muôi rưỡi. 1 muôi rưỡi canh. Đúng rồi. Đường. 4 thìa cà phê. Muối. Muối tinh ạ? Đúng rồi, 1 thìa muối. Mình không dùng hàng gia vị hay là hạt cứ nêm mà lại dùng muối? Mình xài nước muối và nước mắm thì làm cho cái nồi lẩu nó nguyên chất và nó thanh hơn. Mình xài hạt nêm thì nó sẽ... Tức là mình sẽ dùng như thế để cho cái tôm vị ngọt của tôm. Đúng nó rồi. Đúng là của tôm. Đúng là của tôm. Còn nếu mà mình cho hạt nêm vào thì nó lại át mất cái mùi ngọt của tôm rồi. Đúng rồi. Vị ngọt của tôm. Khi mình nấu nước lẩu và mình đã nêm nếm vừa ăn rồi thì giờ mình đã xếp rau vô lẩu, xếp tôm vào và chan nước lẩu lên là mình có thể dùng được. À, tức là cái món lẩu này thì là mình xếp hết rau và tôm vào luôn và mình ăn luôn. Ăn luôn. Chứ không như thông thường là ăn đến đâu là dùng đến đấy. Đúng rồi. Và đây cũng là một điểm khác biệt đúng không ạ? Dạ. Bạc hà nè. Bạc hà vào trước. Đúng rồi. Nhớ là mình sẽ giải ra, giải đều ra lên trên mặt. Nèo nèo. Bông súng. Đậu bắp. Cà chua. Và cuối cùng đó là tôm. Cái đây là khi nào mà sôi là có thể cả nhà cùng dùng. Đúng rồi. Đúng không ạ? Không cần phải không phải chờ đợi nữa, như các món lẩu thông thường là cứ ăn đến đâu là dúng vào chờ đến đấy. Đúng rồi. Thì mình sẽ cho nước lẩu vào tôm hoặc là mình có thể hưởng thức. Cuối cùng là mình cho rau ngổ với mùi tàu mình thái nhuyễn đặt lên để tăng mùi thơm của nước lẩu và đề co 1-2 lát ớt lên làm điểm nhấn. Vâng, như vậy là nồi lẩu tôm càng xanh đã xong đúng không ạ? Dạ. Nhìn đúng là hấp dẫn đúng không các bạn? Và bây giờ thì chúng ta sẽ ra bàn. Vậy cái món ăn này khi ăn thì người thưởng thức thì sẽ có cái hương vị như thế nào? Thứ nhất là món này ăn phù hợp vào mùa hè. Tại vì nó có tính chua mát và kèm theo các loại rau này
thì giúp cho mùa hè mà trời nóng được thì mình ăn cái lẩu này nó nhất nó giải nhiệt cho cơ thể. Và đậu chua, đậu chua của me và cà chua kết hợp lại cùng cái tôm mà mình đã chế biến theo cái cách này thì rất phù hợp cho mọi người, nhất là chị em phụ nữ. Nhưng mà trong trường hợp thì không có những cái rau mà như bạn hướng dẫn, đó là rau kèo nèo hay là những cái rau mà mang gọi là vùng miền như vậy, thì các bà nội trợ có thể thay thế ví dụ như là rau muống hay là những cái rau mà hay ăn lẩu bình thường được không? Mình có thể thay cần nước hoặc là rau muống. Nhưng mà thực chất mà để nói tạo nên sự đặc trưng á thì phải có kèo nèo bông súng thì nó tạo nên sự đặc trưng của là lẩu này thêm phần đặc biệt hơn. Vâng, có lẽ là khi mà chúng ta nấu món ăn này thì tốt nhất là nên lựa chọn đúng những cái nguyên liệu này, thì món lẩu của chúng ta thì sẽ ngon và đúng vị hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Thế còn với cả nó cũng mới lạ nữa. Chứ còn nếu mà những món như rau muống hay là như là rau cần như bạn vừa nói thì nó cũng bình thường rồi. Nó bình thường, nó không, khi mà mình ăn nó cảm giác nó không có lạ miệng. Đúng rồi, cái này là nó còn có độ giòn. Độ giòn và độ giòn và độ ngọt và tạo ra chính tính mát của cái nồi lẩu. Bây giờ tôi sẽ thử cái nước lẩu này xem có khác gì nhiều hơn so với những cái nước lẩu mà tôi đã từng ăn nhé. Chị thấy nước lẩu thế nào? Tôi thấy nước lẩu có vị chua chua này, ngọt ngọt. Vừa rồi thì thấy xào ớt thì tôi tưởng là cay, nhưng mà thật ra là nó rất là êm chứ nó không cay gắt như là mình tưởng. Và cái quan trọng là nước lẩu rất là ngọt, mà ngọt là đúng của vị tôm. Bây giờ thì mình sẽ ăn đến rau và tôm. Khi mà ăn kèo nèo với cả bạc hà thì rất là giòn, mà cái vị nước này nó ngấm vào đấy, ăn cũng là vừa rồi, có lẽ cũng không cần phải chấm thêm đúng không ạ? Thế còn thịt tôm thì tôi thấy rất là chắc và ngọt, mặc dù là không ướp gia vị hay gì cả, nhưng mà thịt tôm đã đầy đủ gia vị và nó đã vừa rồi. Và tôi nghĩ đây là một món lẩu rất là ngon, và đặc biệt là khi mà mình ăn ấy, thì tất cả mình chỉ cần cho một lần thôi, không cần phải vừa ăn vừa chờ như các lẩu khác đúng không ạ? Rất phù hợp vào các buổi liên hoan hay là các buổi tụ tập bạn bè. Và với sự gợi ý của anh Thế Anh thì tôi nghĩ rằng là các bạn nội trợ hãy thử thực hiện món ăn này luôn. Và tôi nghĩ rằng là khi ai thưởng thức thì đều sẽ rất là thích thú đấy ạ. Và xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.